rất vui được gặp lại quý chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị một căn nhà 1 trệt 2 lầu, vừa ở vừa kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Căn nhà này có diện tích là ngang 15m, chiều sâu là 28m, thổ cư 100%, đang kinh doanh buôn bán tấp nập, mỗi tháng đang cho thu nhập hơn 100 triệu tiền lời nhé. Vị trí kinh doanh buôn bán ngay chợ Sâm Uất. Hôm nay là chủ nhật nên là lượng người lưu thông cũng bớt, nếu ngày thường tầm này là đông nghẹt đường luôn. Vị trí đây gần với con đường DT743 này, từ đây ra DT743 rất là gần nhé, ngay chợ kinh doanh buôn bán Sâm Uất. Bây giờ em sẽ quay con đường phía trước cho quý vị xem này. Khu chợ này. Ngang 15, sâu 28, thổ cư 100%, nhà hướng đông, ngay chợ luôn nhé. Đây là khu vực chợ này, kinh doanh buôn bán sầm uất luôn, chợ rất là đông nhá. Ở đây đang có 3-4 căn, diện tích ngang 15 sâu 28 đang có 2 căn và diện tích ngang 10 sâu 28 có 1 căn. Mỗi căn có giá tiền khác nhau. Như căn nhà quý vị đang xem đây, bán quần áo có giá là 26 tỷ 500 triệu đồng. Giá vẫn còn được thương lượng nhá. Thổ cư 100%. Ngay chợ đông đúc này. Quý vị có nhu cầu hãy liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay vòng xoay An Phú, em sẽ dẫn vào xem nhé. Rồi, bây giờ em sẽ vào nhà quay chi tiết trong căn nhà cho quý vị mình xem. Quý vị có nhu cầu hẹn gặp em ngay vòng xoay An Phú, em sẽ dẫn vào xem nhé. Đây là không gian nhà ở này. Phía trước là view bán hàng, trong đây chủ nhà ở trong đây nhé. Đây là không gian phòng khách, tặng lại hết nội thất cho quý vị mình. Bên đây có tủ rượu này. Phía lầu trên có thêm 3 phòng ngủ cộng với sân thượng ở trên. Hai lầu một trệt. Phía trên là 2 lầu 1 trệt nhé. Trên 2 lầu luôn. Bây giờ mình quay view ở dưới. Đây nhìn ra view bán hàng nhé. Hồi nãy quý vị đã xem view bán hàng của căn nhà này rồi. Trong đây là bếp này. Vách tất cả căn nhà này đều được chủ nhà ốp bằng gỗ gò đỏ hết. Từ hệ thống tủ bếp cho đến bàn ghế đều được chủ nhà làm bằng gỗ gò đỏ 100% nhé. Nội thất cơ bản rất là xịn sò. Phía cuối mình có phòng vệ sinh ở cuối căn nhà mình nhé. Phòng vệ sinh ở tầng trệt. Bộ bàn ăn 8 ghế luôn, rộng rãi thoáng mát, vừa ở vừa thu nhập. Ở đây quý vị vừa ở vừa thu nhập, mỗi tháng thu nhập tầm khoảng hơn 100 triệu nhá. View bán hàng rất là ok.
Bây giờ mình cùng di chuyển lên lầu trên này. Cầu thang chủ nhà làm gỗ đỏ 100% nhé, tay vịn và kính cường lực rất là chắc chắn này. Quý anh chị có nhu cầu đi xem, hẹn gặp em ở vòng xoay An Phú hoặc alo cho em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hãy alo cho em sẽ hướng dẫn đi xem nhé. Lên tới lầu trên này, ở đây có phòng ngủ đầu tiên rất là rộng này. Hiện tại có người nhà đang ngủ, mình cũng không tiện, quý vị nào đi xem em sẽ kêu chủ nhà mở cho mình xem nhé. Phía sau mình đây là phòng vệ sinh, phòng vệ sinh rộng rãi này. Chiều ngang 15m, chiều sâu là 28m, thổ cư 100%. Đây có phòng ngủ thứ hai. Mỗi phòng ngủ đều rộng tầm khoảng từ 20m2 trở lên. Nhà một trệt hai lầu, ngang 15, sâu 28m. Phòng ngủ này rộng rãi nhé. Có tủ áo bằng gỗ gò đỏ luôn này. Đầy đủ hết tiện nghi. Trên đây một lầu nữa nhé. Lầu trên đây chủ nhà đúc luôn này. Quý anh chị có nhu cầu đi xem, em sẽ dẫn lên xem trực tiếp. Bây giờ mình xem tới đây thôi nhé. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày, để cho quý vị mình xem tham khảo. Một căn nhà ngay chợ luôn. Điều bán hàng quá tục. Không, năng lượng mặt trời luôn chứ anh. Vâng. Cái này thông gió. Vâng. Lầu trên bán hàng.
Đây khoảng căn nhà ở đây nhé. Thôi được rồi, được rồi. Chợ nhé, chợ